Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở các ban đảng tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của nhân dân Hưng Yên. Sự hội thảo có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các thành viên Ban chỉ đạo, Ban biên soạn sách. Hội thảo nhằm có thêm tư liệu để phục vụ nghiên cứu biên soạn, xuất bản sách lịch sử tỉnh Hưng Yên từ khởi thủy đến năm 2015. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng yêu cầu cuốn sách phải làm nổi bật những dấu mốc lịch sử, cũng như đóng góp của Hưng Yên cùng cả nước qua các thời kỳ. Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở những dữ liệu quý lịch sử còn lưu trữ, cũng như thực tế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên hiện nay, đồng chí đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quý xác đáng tại hội thảo để có thêm thông tin, tư liệu quý phục vụ xuất bản cuốn sách đúng vào dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội thảo, đã có 31 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia trình bày và gửi về ban tổ chức hội thảo đã làm nổi bật truyền thống văn hiến cách mạng của tỉnh Hưng Yên, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và tích cực trong xây dựng phát triển đất nước. Nội dung tham luận tập trung vào 3 chủ đề chính, một là Hưng Yên trong phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm, hai là các vị lãnh tụ tướng lĩnh Hưng Yên trong phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng, ba là dấu ấn văn hóa và phát huy tinh thần yêu nước đấu tranh cách mạng Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã khái quát lại các nội dung chính và tư liệu lịch sử quý mà các chuyên gia, nhà khoa học trình bày tại hội thảo. Đây là cơ sở để bổ sung thêm thông tin đầy đủ chính xác, phục vụ cho việc xuất bản cuốn sách. Tỉnh Hưng Yên rất mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lịch sử để có thêm thông tin nhằm sớm hoàn thiện bản thảo, xuất bản sách đúng dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.